của một mùa xuân mới, chúng ta sẽ cùng gửi tặng những người chiến sĩ ở Trường Sa những món quà mang theo tình cảm của bà con Sa Đéc cũng như là đồng bào cả nước nói chung, tới với những người con đang vững tay súng ngoài biển khơi bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Và đây là những hạt giống, những chậu hoa cúc mâm xôi gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Hãy về Đồng Tháp quê tôi, chiều nghe cúp núm trao lời yêu thương. Cánh cò vẫn lặng trong sương, gió đồng nguyện lấy mùi hương đồng bằng. Nếu như hoa của Sa Đéc là hoa của Tết, của tình làng nghĩa xóm từ những vùng đất đỏ nặng phù sa, thì hoa Đà Lạt chính là hoa của sự lãng mạn từ vùng đất đỏ cao nguyên. Truyền thống của người dân Việt Nam chúng ta vào những dịp Tết thì có phải có những loại hoa đẹp để mà trưng trong nhà để đón Tết. Chúng tôi cũng luôn quan tâm đến những nơi hải đảo xa xôi, đặc biệt là từ năm 2017 thì Tết nào chúng tôi đều gửi khoảng tầm gần 1.000 chậu hoa đến 33 điểm đảo và 15 nhà vàng cũng như một số đảo ở các nơi ở Tổ quốc để mà cán bộ chiến sĩ đón xuân và thấy cái đất liền chúng ta gần hơn với đảo. Tôi cũng được biết là VTP9 chuẩn bị tổ chức một chương trình để ra thăm động viên các cán bộ chiến sĩ ngoài đảo Trường Sa lớn. Thì tôi cũng muốn là gửi một số sản phẩm là hoa của Đà Lạt và cũng như là dâu tây đặc sản Đà Lạt ra với cán bộ chiến sĩ. Nhân dịp những ngày năm mới Giáp Thìn 2024, toàn thể cán bộ, công nhân viên, công nhân đang thi công trên công trường dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành gửi tới các chiến sĩ ở đảo Trường Sa một lời quyết tâm: Long Thành cùng Trường Sa! Đây là cái bức tranh các em nhỏ ở xã đảo Thanh An mới vừa hoàn thành. Đó là cái tấm lòng của bà con ở xã đảo duy nhất thành phố Hồ Chí Minh muốn gửi đến với các chiến sĩ Trường Sa chúng ta. Em cảm ơn anh. Vâng ạ. Và các em nhỏ ở xã đảo Thanh An cũng nhắn nhủ với tôi một mong ước nhỏ là các em mong muốn nhận được một cây bàn vuông ở Trường Sa để trồng tại chính sân trường này. Và tôi cũng hy vọng là chị Thúy Hằng sẽ truyền tải cũng như là gửi gắm mong muốn này của các em nhỏ giúp chúng tôi nha. Biển động, từng con sóng lớn tung bọt trắng xóa lên chuyến tàu mang hương vị đất liền đến biển đảo quê hương. Những phần quà Tết được bao bọc kỹ đưa xuống xuồng nhỏ để chuyển lên nhà vàng bằng cần cẩu. Mỗi lần đàn ra là như một ngày hội. Chúng tôi rất mong chờ được gặp các anh, các chị, các đại biểu trong đoàn công tác. Bởi vì những chuyến tàu mà chở đoàn ra như những sợi dây để nối liền gần hơn giữa đảo với đất liền, để chúng tôi cảm nhận được nhiều hơn cái hơi ấm của đất liền và cảm thấy là đảo xa luôn gần gũi với đất liền, với Tổ quốc. Ở Trường Sa, mùa xuân năm nào cũng đến sớm hơn quy luật của đất trời. Các chiến sĩ thường bảo, khi mà đất liền nhớ Trường Sa, mang theo hơi thở của mùa xuân đến đây, ấy là lúc Trường Sa bắt đầu đón Tết. Chuyến bay chở Tết từ miền Nam ra Trường Sa của Trung đoàn Không quân 917 là chuyến cuối cùng trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Chuyến bay chở theo hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt cùng những món quà giản dị nhưng ý nghĩa lớn về tinh thần. Tất cả đã gửi gắm tình cảm, niềm tin, hơi ấm của mùa xuân, của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa đang vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.